Có thể nói một gương anh hùng, một gương hy sinh sống cho người nghèo, sống cho người khác, sống cho tha nhân và quên mình. Một vị linh mục rất trẻ, một con người rất trẻ tuy nhiên có một tinh thần rất lớn và đầy trưởng thành. Bởi Ngài trẻ nhưng Ngài trưởng thành trong tình yêu, trong đức tin, trong đời sống tuyệt đối tin tưởng vào Thiên Chúa để rồi chia sẻ chính thân mình giống Chúa Jesus Kitô cho tha nhân. Đó là cha cố Giuse Trần Ngọc Thanh. Xin gửi đến quý ông bà, cô bác, tất cả mọi người chia sẻ của cha Francisco Trần Văn Hoài với vài tâm tình Ngài gửi đến để mến thăm các bạn trẻ, cách riêng là các bạn trẻ ở Nhật. Tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau vì chúng ta được sống thêm một tuần. Một tuần qua cùng với không khí Tết Nguyên Đán thì có lẽ điều mà chúng ta thấy nhiều nhất đó chính là hình ảnh và những gì liên quan đến cha Giuse Trần Ngọc Thanh. Hôm nay, cha xin phép được chia sẻ một chút cảm nhận của cha về biến cố này. Cha vẫn nhớ như in một sáng Chủ nhật ngày 30 tháng Giêng năm 2022. Sau khi thức dậy trên Facebook, đây đó tràn đầy hình ảnh và tin tức về sự ra đi của Ngài. Có chuyện này thật sao? Đó là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong tâm trí cha. Và để xác minh, cha đã lần lượt tìm xem các trang của Hội đồng Giám mục Việt Nam, trang của Giáo phận Kon Tum, trang của Tỉnh dòng Đa minh Việt Nam, nhưng không thấy một thông cáo hay tin tức gì. Và khi nhìn thấy tin tức trên Facebook của cha Nhật Đa Minh, linh mục cùng dòng với cha Thanh, thì cha mới dám tin đó chính là sự thật. Bàng hoàng và ghen tị là cảm giác sau khi biết đó là sự thật. Bình luận trong một bài viết về Ngài, cha đã viết: bản thân mình là một tu sĩ linh mục như cha Giuse, mình khá bàng hoàng khi đọc được tin về Ngài. Thương và nghĩ đến gia đình huyết tộc, hội dòng, giáo dân, những người quen biết Ngài và cách riêng là những người nơi Ngài đang mục vụ. Nhưng thú thực mình cũng ghen tị với Ngài. Mình thầm mơ ước gì mình cũng được như vậy, được chết khi vẫn đang phục vụ, sống và trao ban cho tha nhân đến hơi thở cuối cùng. Bởi vậy, cùng với việc cho thoát khỏi hiểm nguy thì cũng xin các bạn cầu nguyện cho các linh mục, tu sĩ luôn trung thành với Chúa, sống và phục vụ tha nhân đến hơi thở cuối cùng. Cái chết của cha Giuse như là một gương mục tử thật đẹp trong thời đại chúng ta, nhưng qua đó cũng giúp cho chúng ta nhận rõ hơn hoàn cảnh mà giáo hội và đất nước Việt Nam đang có. Lâu nay, chúng ta vẫn nghe đâu đó những việc giáo dân bị quấy nhiễu trong việc lãnh nhận bí tích. Và đâu đó, những vị chủ chăn bị chặn đánh trên đường đi mục vụ hoặc tệ hại hơn là bị tấn công tại nơi ở. Sự ra đi của cha Giuse như là phần nổi của tảng băng. Sự việc đặc biệt chúng ta không thể không quan tâm sự việc này. Thế giới cần được biết và gương mục tử này cần được khơi dậy. Và cha đã mong và chờ một thông cáo chính thức của những người có trách nhiệm. Đó cũng là lý do cha đăng cái chết của linh mục Giuse thật đặc biệt. Bản thân mình có chút buồn vì chưa và không thấy trang Hội đồng Giám mục Việt Nam đưa tin gì. Có người đã đăng bình luận rằng: con nghĩ là hội đồng cẩn trọng thôi cha. Đứng ở vị trí các ngài, mình sẽ hiểu. Nhưng nếu việc ngài bị chém chết khi đang cử hành bí tích hòa giải là thật thì quả là một cái chết hết sức cao quý, đáng để cho các linh mục khác noi theo cách sống phục vụ của cha Giuse Trần Ngọc Thanh. Và sự việc này thì chắc là không khó để mà xác nhận. Và họ nói thêm, cái khó là nó liên quan đến chỗ này chỗ kia, có thể làm giảm mối quan hệ với người này người nọ và gây khó dễ cho giáo hội tại Việt Nam. Nhưng nếu vậy lại càng buồn thêm nữa. Thực ra thì mình không quan tâm lắm đến việc ai là hung thủ và đâu là động cơ. Điều mình thấy là sự ra đi vì đoàn chiên, sống đến hơi thở cuối cùng vì đoàn chiên. Ôi, một sự ra đi thật đẹp, đó là ở chỗ đó. Đẹp là bởi vì hy sinh chính bản thân và mạng sống mình cho người khác. Mình thấy đó thực sự là mẫu gương cho tất cả chúng ta, cách riêng là các linh mục, trong đó có mình.
Đó là điều mình quan tâm nhất và nó chẳng liên quan gì đến quyền lực hay là sự tranh giành lợi lộc. Ở thế gian này, có lẽ cha không hiểu vấn đề và cũng không có quyền đòi hỏi, nhưng cha mong có một thông cáo chính thức. Và đến hôm nay, sau một tuần, ngày 5 tháng 2 năm 2022, vẫn chưa có một thông cáo chính thức từ những người có trách nhiệm. Mượn lời của Đức cha Aloisio, giám mục giáo phận Kon Tum, thì quả thật là vẫn còn nhiều ẩn khúc chung quanh sự việc. Tại sao chưa thể có một thông cáo chính thức nào cho sự việc đặc biệt này? Xin nói thêm, những cáo phó suy tư, tâm tình, thư chung không có chức năng của một thông cáo báo chí cho một biến cố. Hậu quả trước mắt của việc thiếu một thông cáo báo chí chính thức đó là chúng ta thấy xuất hiện những thông tin khác nhau về sự việc được lan truyền. Chẳng hạn có bản tin cha Giuse bị chém chết bởi một kẻ được cho là ngáo ma túy đá, vác dao vào sát hại cha ngay trong nhà thờ khi đang làm lễ cho các em nhỏ. Trên một trang Facebook đã được hơn 1.000 người chia sẻ và 500 bình luận. Trong khi sự thật hình như là đang khi ngồi tòa giải tội, và các trang tin nước ngoài thì hầu như trang tin Vatican News tiếng Việt có lẽ do lấy tin từ trang nước ngoài nên cũng đưa tin là ngồi tòa giải tội trước thánh lễ. Trong khi sự thật hình như là ngồi tòa giải tội sau thánh lễ. Vâng, có thể ai đó cho những điều đó chẳng ảnh hưởng gì, nhưng chắc chắn những thời điểm như trên là hoàn toàn không thể trùng khớp nhau. Chẳng lẽ có hai sự thật về biến cố này hay sao? Bởi vậy, cha vẫn mong có một thông cáo báo chí chính thức từ những người có trách nhiệm cho sự việc đặc biệt này. Vẫn biết nhiều khi im lặng là vàng, nhưng nó chỉ đúng với việc cá nhân. Còn những việc liên quan đến cộng đồng, nếu chọn im lặng là đang làm cho người khác hoang mang. Các bạn trẻ rất thân mến, qua cái chết của cha Giuse, từ sự bách hại và bao cái chết uất ức của bao người khác, cha mong tất cả chúng ta hãy ý thức lại ơn gọi và cách sống của chúng ta. Như cha đã từng chia sẻ, chúng ta được sinh ra không phải là để kết án, nhưng là để bảo vệ. Không phải để tiêu diệt, nhưng là để xây dựng. Chúng ta không lên án hay muốn tiêu diệt một ai, nhưng chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ trước cái ác, và càng không thể không ý thức bảo vệ tha nhân, bảo vệ đồng loại, bảo vệ thân nhân, bảo vệ con cháu chúng ta. Có nhiều người bảo chúng ta cần đòi công lý cho cha Giuse. Cha tin chắc cha Giuse đang ở trước nhan Thánh Chúa, ngài không cần công lý nữa. Nhưng qua việc đó, chúng ta cũng cùng nhau cộng tác để hướng tới một xã hội mà trong đó mạng sống được bảo đảm, nhân phẩm của mọi người được tôn trọng, sự thật được tỏ hiện và công lý được thực thi. Thì đó là chúng ta tạo dựng công lý cho chính chúng ta và cho anh em chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau, cho mỗi chúng ta biết ý thức và sống ơn gọi của bản thân, không vì sợ chết mà chọn cách sống như đã chết, nhưng luôn là khí của bình an của Chúa cho mọi người. Ở bên Chúa, xin cha Giuse cầu nguyện cho chúng con, cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm cùng khi làm. Xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh, mỗi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Mến chúc tất cả luôn bình an và thiện hảo. SCC vào ngày thứ Bảy, ngày 5 tháng 2 năm 2022. Quả thật mỗi người chúng ta, đặc biệt là những người theo Chúa Giêsu Kitô, chúng ta đang tìm về chân lý, tìm về sự thật, và chúng ta chỉ phụng thờ Thiên Chúa, chúng ta không đi tìm những điều ảnh hưởng cho thế gian, và chúng ta cũng không nên ghét bỏ tha nhân và hoàn toàn không ghét bỏ một cá nhân nào, người này hay người kia. Chúng ta cũng không đi tìm quyền lợi cho bản thân mình, cũng không muốn tạo danh tiếng cho ai. Chúng ta cố gắng tạo ra những nghĩa cử cao đẹp cho chính cuộc sống, xây dựng xã hội, giáo hội dựa trên nền tảng đó là tình yêu, như chính Chúa Giêsu Kitô là chứng nhân. Ngài chính là Thiên Chúa đã xuống thế làm người, đã làm mẫu gương cho mỗi người chúng ta. Chúng ta đang nói về những hạn chế trong hành trình lữ hành dương gian của con người, của kiếp người, của mỗi người chúng ta cũng có lúc thiếu sót. Tuy nhiên, không có nghĩa là chúng ta đang nhắm vào một cá nhân nào. Chúng ta chỉ cần biết phân định đâu là cái thiện, đâu là cái ác, cái thiện cần phải phát huy.
và biết sử giữ để mà loại bỏ trong chính cuộc sống của chúng ta mà thôi. Xin cho con đi vào thế giới để trở thành người.